Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Chị em mình ở đây tới sáng mai thôi. Ngày mai chị em mình không có ở đây nữa đâu. Em ăn canh đi, canh cũng ngon mà. Nhờ bắt được ăn trộm nó mới được ở lại hả? Ôi trời ơi, nhục nhã ghê chưa. Nè nhớ kia, ai cho mày ra? Mình có làm gì đâu, mình chỉ liếm xương thôi mà. Mày biết cái muỗng này của ai không? Không, mình thấy cái muỗng ở trên bàn nên mình lấy ăn đặt. Trời ơi, món nhỏ là của người nhỏ. Nhà này tao là người nhỏ nhất, tao làm chi nên cái muỗng này là của tao. Không được đụng vào đồ của tao, hiểu chưa? Lam Chi à, chị xin lỗi, chị sẽ không xài cái muỗng đó nữa đâu. Tâm Anh, em xài cái muỗng này đi. Trời ơi. Hết cái muỗng nhỏ này chưa đủ sao giờ bà thím? Rồi tới cái muỗng này nữa. Bà thím có biết muỗng này của ai không? Trời ơi, hai chị em mấy người làm tôi già trước tuổi. Trên thế gian này không có chuyện gì vui bằng chuyện được gặp tình yêu của đời mình. Chỉ còn 17 tiếng nữa thôi là anh có thể gặp được em rồi. Thời gian ơi, hãy trôi thiệt nhanh. Bà. Cái thằng này. Trời đất ơi, Nguyên Đệ ơi, giỡn gì kỳ vậy? Ăn coi nào phải ngồi coi hướng chứ. Giỡn đau em chết luôn à. Bà xin lỗi. Còn tiếp. Ba. Đúng rồi, có người lạ trong nhà là như vậy á. Mày uống hết hộp sữa của tao chứ gì? Hả? Mày uống hết hộp sữa của tao đúng không? Đúng không? Khỏi trả lời, nhìn mắt mày láo liên là tao biết là mày uống hết rồi. Mình chỉ uống có chút xíu thôi à. Như đây hả? Không, mình uống bằng này nè. Bằng này nè. Nhưng mà lúc mình uống trong hộp không còn nhiều. Mày á không được đụng tới đồ ăn trong cái nhà này. Mày á mà còn đụng là mất tóc mày á bây giờ, mày tin không? Mình hiểu rồi. Đúng là mệt mỏi của con nhỏ này quá. Nó làm tôi già đi mấy tuổi luôn. Lam Chi ơi. Vậy bạn đang làm gì vậy? Bộ đuôi sao không thấy? Đang làm bài tập vẽ. Ủa đi ăn cơm hả? Nấu nghe mùi thịt đâu? Không phải. Bạn có thể cho mình mượn mấy cây bút chì màu của bạn một chút xíu được không? Sao? Thấy người ta vẽ xấu nên mượn bút màu chọc quê hả? Không chết đâu. Không phải đâu mà, một chút xíu thôi nha. Đi ra. Người gì đâu mà dữ quá vậy? Hử?
còn nhiều chỗ chưa tô quá à. Mà mình chỉ có một màu à. Giờ sao ta? Hay mình ghẹo nó tức để nó chạy mình tiếp. Làm gì ơi? Sao tôi mệt với con nhỏ này ghê luôn á. Nghe cái giọng điệu điệu là biết nó đang nhờ vả cái mình chứ gì rồi. Đi ra không? Làm gì ơi á, hồi nãy á mình coi chương trình hình á, mình thấy cảm ơn bạn á, có con búp bê giống của bạn lắm luôn á. Bạn cho mình một cái búp bê đó chơi thử một lần được không nha? Sao tôi nói mày lì quá vậy? Đi ra. Đi mà một chút xíu thôi, một chút xíu. Đi ra. Sao tôi bực mình con nhỏ này ghê luôn á. Nghe giọng điệu điệu lấy nó bụng mày. Đang làm gì vậy trời? Mày da đẹp quá ha. Ủa làm gì? Mày làm gì ở đây vậy? Nhưng cái lúc mà tao ra khỏi phòng á, mày lấy màu của tao đúng không? Đâu có đâu. Mình chỉ mượn một chút thôi mà. Mình xin lỗi nha. Đúng đó làm chi? Tâm Anh chỉ mượn một xíu thôi à. Để chừng nữa chị mua chị trả lại cho em nha. Có đưa bức tranh cho tao không? Không được đâu. Bức tranh này là mình vẽ tặng quà sinh nhật cho chú Julian mà. Nhỏ này, nó không thích nhẹ nhàng. Nó muốn mình mệt. Mày muốn tao mệt đúng không? Ok, thích thì chịu. Tao sẽ làm cho tao mệt cho mày vừa lòng của mày đi. Nhớ là phải nghe lời thầy cô với hòa đồng với bạn bè đó nha. Dạ, em biết rồi. Bày đặt đứng đây cả sàn sàn nữa. Ba, lấy xe cho con đi học. Hôm nay không được, ba bận việc công ty rồi. Không chịu rồi. Đứng yên đó. Ê. Hư à, làm gì vậy? Ba đánh con đúng không? Từ nay ba khỏi ăn thịt sườn của con nha. Con nhỏ này thiệt tình. Chú xin lỗi hai đứa nha. Không sao đâu chú. Dạ không sao đâu. Thôi con chờ chú đi học. Em nhờ chị đi học. Của tao mà. Không, chị là của mình mà. Của tao mà. Chuyện gì vậy trời? Làm chi? Dạ dạ. Con có thấy cái máy tính của bà để đâu không? Con đâu thấy gì đâu, con đang học bài mà. 4. Kỳ vậy ta. Thôi học tiếp đi. Ủa, hồi nãy bà mới gì vô bà thấy con giấu giấu gì đó vậy? À, đâu có đâu, con đâu có giấu gì đâu. Đang học mà. Học bài toán nè. Thấy chưa, biết lắm mà. Tại sao lấy máy tính của bà? Học phép toán tại sao lấy máy tính tính làm sao?
con nữa nha. Tự nhiên ba đánh con, tại vậy khó làm cho con muốn nổ tung cái đầu lên luôn nè. Được cho con. Không được. Được cho con đi mà. Con phải tự tính đi, không có được.